Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế những tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên công tác tại khu di tích truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại. Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân tới các du khách trong và ngoài nước. Tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiên cứu, gìn giữ từng hiện vật, tư liệu về Bác và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, truyền cảm hứng tới khách tham quan về đức độ, tài năng vĩ đại của người. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, cán bộ nhân viên khu di tích đã tặng Tổng Bí thư cuốn sách Hồ Chí Minh và tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký. Đây là cuốn sách được xuất bản trong không khí tháng 8 mùa thu lịch sử, cũng là thời điểm tròn 80 năm người viết tác phẩm Nhật Ký trong tù và 35 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Nhận quà bưởi từ vườn Bác do cán bộ nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc những câu thơ trong bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Còn đâu ông Bác đến sớm, nhìn mặt Hồ Gươm, mây trắng bạc,